1 tính tiền 3 đi. Chào Pu nhá. Xin chào. Mày đỗ xe ra chỗ khác đi. Tí chủ quán tao mà về nhìn thấy là chết tao đấy. Tao không đi. Đây có phải là đất của quán đâu mà muốn đuổi là đuổi. Còn trải thách chủ quán ra đây đuổi đi đây. Tảo ơi, xin mày đấy. Đừng có gây thêm rắc rối cho tao nữa. Nhưng mà... Thôi, Cu đã nói thế rồi, để tao lùi xe xuống. Ê, thơ. Thế thì để trải nướng cho Pu một cái xúc xích nhé. Ngon. Có 15.000 một cái thôi Pu ạ, rẻ lắm. Im mồm. Ô. Riêng vợ tương lai không cần tiền. Làm đi. Lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ. Lên đồ. Lỗ mất một cái. À, Pu ơi. Pu. Tự nhiên lại đi nhỉ. Này. Dạ. Người quen à? Bạn cùng quê ạ. Mày cứ cẩn thận đấy. Chỗ này đường đường là nơi làm việc, chứ có phải nơi để họp hội đồng hương đâu nè. Em sẽ nhắc nhở ạ. Vất vả rồi làm đến thúc thích đã. Đi ra chỗ khác đi. À, không lấy tiền đâu. Tấm lòng còn trải mà. Pu mà không ăn, không nể trải. Mày muốn tao mất việc đúng không? Nghỉ đi, về đây trải nuôi. Gì chứ trải sắp phất rồi. Này, việc nhà bà vô duyên. Pu. Dạ. Bạn nó làm cho cái vò xúc xích đen xì đen xịt vào mà lại không ăn. Hơi quá lửa tí. Thích thì đây làm lại. À Pu, tôi làm lại luôn hai cái cho hai người nhé. Đi. Nhá. Nè, của mày đấy, xúc xích bóng đêm đấy, ăn đi. Tả ơi, Tả, nướng cho tao thêm hai cái. Tả ơi, Trải ơi, Trải, nướng tao thêm hai cái nữa, nhanh. Xe đâu? Đây. Bị thu rồi á? Thank you.